everyone, so welcome back to my video. Today, excuse me, I one special time. Today I would like to do a video in Vietnamese for my Vietnamese customer. Just for today only. I have a few things to say to them, and the next video I will go back to English like usual. Diễm mến chào tất cả quý vị và các bạn nghe. Thì lời đầu tiên cho Diễm gửi lời chúc sức khỏe và lời chào bình an đến tất cả quý vị. Thì bữa nay thì Diễm có một cái thùng hàng nhỏ mới vừa về. Diễm muốn khoe với quý vị coi. Thì cũng đây cũng là cái video đầu tiên mà Diễm làm tiếng Việt, bởi vì Diễm có rất là nhiều mấy cái chị lớn tuổi comment hỏi là tại sao người Việt Nam mà lại không nói tiếng Việt Nam. Thì Diễm cũng xin tâm sự với quý vị là cái lúc mà Diễm mới bắt đầu cách đây 3 năm đó, là lúc mà mình bị shut down đó, thì Diễm bắt đầu thì lúc đó đó là khách của Diễm đa số không phải là người Việt, chỉ có vài chị Việt Nam gì đó thôi à. Nên đó là Diễm mới quay video rồi bán hàng đăng bài bằng tiếng Anh hết. Với lại cái lý do nữa đó là tiếng mẹ đẻ của Diễm thì tiếng Việt, sinh ra là đã dùng tiếng Việt rồi, thì tiếng Việt giỏi quá trời quá đất rồi, không có cần phải giống như là rèn luyện hay là cái cao dòi thêm. Tiếng Anh thì còn hơi yếu, nên nó là Diễm quyết định là làm video bằng tiếng Anh để mà trao dồi thêm cái kỹ năng cá nhân của mình thôi, chứ không có phải là phân biệt chủng tộc hay là cái gì hết. Thì bây giờ có nhiều cô nói là cô không có hiểu hay là nghe không có quen hay là cái gì đó, thì bữa nay Diễm làm cái video này làm tiếng Việt nha. Thì bữa nay có mấy cái cây này về, mặc dù là làm cũng 3 năm rồi đó, nhưng mà tên thì cũng chưa có nhớ hết. Cái này là sweet tea nè, Diễm bán 60 đồng một cây. Còn cái này là xương rồng này giống như là một đám ốc nó gom lại với nhau vậy đó, cưng lắm. Cái này trổ bông thấy thương lắm nha, hình như có 1-2 cây gì đang có ra nụ nè. Thì bán cái này cũng vui lắm. Diễm đi làm full time nha, Diễm đi làm từ thứ hai tới thứ sáu, thì chỉ có ngày thứ bảy là ở nhà bán sen thôi. Thứ bảy thì ở nhà nhận khách walk in tới rồi đóng thùng gửi đi. Thì làm được 3 năm rồi thì buồn cũng có mà vui cũng có. Diễm chỉ mới làm được 3 năm thôi, nhưng mà có những cô chú mà đã yêu cây, mê cây, collect cây từ 5-10 năm giống như dì của Diễm rồi. Thì quý vị có dày dặn kinh nghiệm nên quý vị chia sẻ góp ý, rất là dễ thương, siêu dễ thương luôn. Nên Diễm ngoài cái việc mê cây ra thì mình cũng học hỏi được nhiều thứ về từ mấy cái vị tiền bối. Hai cái loại này là cái loại mới nè, Diễm chưa có biết tên. Làm video xong thì Diễm sẽ chụp hình và đăng tên và đăng giá trên cái trang của mình, các tờ sinh Second Line Lover. Thì nếu quý vị nào chưa like, chưa subscribe thì subscribe nha, bởi vì mỗi ngày Diễm đều có đăng hình hết á. Nhớ bấm cái chuông nữa, đặng cho khi mà hàng về Diễm ra video thì quý vị hay. Chứ quý vị nói là chừng nào về cho chị hay nha. Rồi tới hàng về rồi cái lu bu rồi đâu có nhớ, mà chứ không lẽ bây giờ Diễm nhắn tin cho từng người, ơi chị ơi hàng em về, ơi chị ơi hàng em về, thì cũng khó cho Diễm. Nên quý vị nhớ bấm cái chuông nha. Nên về đó là Diễm quay video liền nè, chưa có coi cái invoice nó bao nhiêu tiền luôn á. Mấy cái chùm đỏ đen đậm này nè, Diễm không biết là mùa lần đầu tiên Diễm mua, không biết là mùa đông nó lên màu gì đẹp không. Chứ bây giờ là thấy nó đỏ đen rồi sập xanh rồi bóng lưỡng rất là đẹp luôn. Một cái là fireworks, một cái là bilberry. Mà Diễm nói thiệt nghe nè, nhìn nó giống nhau hết trơn à, Diễm không biết phân biệt sao luôn á. Nhưng mà Diễm rất là thích cái form này, giống như cái trunk nó nè, to khỏe, rồi cái đầu này nó chỉa ra mười mấy 20 đầu luôn, nhìn giống như cái bó hoa vậy đó.
Nè, thấy cân ghe nơi không? Đỏ đậm mà bóng ngời luôn vậy đó. Vui, nói chung là có cây mới về là vui à. Đó. Rồi, cái này cũng là một cái loại khác nữa nè. Cái này loại lạ nên á là Diễm chỉ mua thử có 2 cây thôi. Hai cái loại này với hai cái loại màu xanh xanh đó là Diễm chỉ mua có 2 cây thôi, thử coi nó ra làm sao. Rồi mùa này thì trời nóng quá đi nên Diễm ít có mua sen, Diễm mua xương rồng là đa số. Cái này là Poisony Crested nè. Diễm có 4 cái. Chị Châu đang mong chờ nè. Hồi kỳ rồi, ui aoi. Nó chỉ á. Hồi kỳ rồi về có 2 cây thôi mà bà con thích quá nên kỳ này chỉ mua thêm 4 cây nữa. Cái này dễ thương lắm. Cái lá nó mình đem ra phơi nắng full sun á thì nó sẽ màu cam cam, thấy rất là cưng. Đây để Diễm khoe mấy cái hầu Warthia nha. Cái hầu Warthia này siêu to khổng lồ luôn nè. Chưa bao giờ thấy nó to bự vậy luôn á. Đó, đẹp ghê không? Nhìn kỹ mấy cái vân này á, đẹp lắm. Vừa nâu, vừa hồng hồng cam cam, mà vừa xanh, rồi vừa chấm 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 bi nữa. Rồi cái này là của Matthew nè, Matthew đặt 3 cái. Đó, còn cái này là cái này là nó sẽ trắng xanh không thôi nha. Còn cái này nó lên hồng hồng cam cam. Cái này khác loại, mắc tiền hơn một xíu. Rồi bữa nay Diễm chỉ có như vậy thôi à. Đó, có một thùng vậy thôi. Cái fireworks với cái bill belly thì 80 đồng. Mấy cái này thì 70 đồng. Còn cái Huna này thì 100 đồng. Còn cái này là Red Bronzed. Aoi rớt ra rồi. Red Bronzed thì 70. Chanel thì kỳ này hai cái cluster này nhỏ hơn nên Diễm bán 75 đồng. Còn cái Firefox 85 đồng. Nha, Diễm thích cái Firefox ghê luôn. Cái form nó lạ, cái màu nó cũng lạ nữa. Hôm nay mình toàn có tím tím hồng hồng, bây giờ bữa nay mình có cái này nâu nâu mà cái lá nhọn nhọn nữa, cưng thấy ghê luôn. Rồi bữa nay thì cái thùng hàng của Diễm nó còn vậy thôi. Để Diễm show một vòng cái mấy cái kệ, coi Diễm còn cái gì ở trên kệ nha. Đây, bắt đầu từ cái kệ này. Cái Diễm thì chỉ có, Diễm không có bán chậu nhiều. Diễm chỉ mua một vài cái cho khách. Nhiều khi khách giống như cần liền hay mua làm quà tặng mà không có thời gian đi mua lựa chậu thì Diễm chỉ có vài cái để Diễm dùng và cho ấy khách thôi, chứ Diễm không chuyên bán chậu nha. Cũng thương lắm. Khách của Diễm hồi xưa ở nhà thuê, người ta la lên la xuống mà cái khách cũng trốn theo Diễm, rồi nửa đêm nửa hôm lại mua này. Nói chung là được cái ủng từ ngày bán cây là có nhiều thêm bạn bè, có nhiều thêm sự ủng hộ của mấy cô mấy chị, dễ thương lắm. Có mấy chị giống như là mẹ bỉm sữa đó, mới sinh con nó thì chờ đêm khuya con ngủ xong xuôi rồi mới lại coi, 9-10 giờ lại coi, nhà cúp điện bêm đèn pin lại coi. Nói chung ta nói không có cái đam mê nào như cái đam mê này hết á. Bỏ chồng bỏ con đi làm về là bỏ bóp xuống là đi thẳng ra giường. Nói chung là vui cực thấy mồ luôn á. Diễm nghĩ hồi xưa Diễm đi làm rồi Diễm về nhà Diễm sướng thấy mồ, ăn ở không đi chơi sướng thấy mồ. Từ ngày làm cây này lủi thủi ở ngoài sân miết, đen thui, không có mua quần áo giày dép bóp gì hết. Tối ngày có nhiêu tiền đem đi mua cây hết. Bà con nào mà đã có chung đam mê thì chắc hiểu Diễm đang nói cái gì đúng không. Trời mưa gió là đứng ngồi không yên, đi ra che đậy, đứa nào không thích nước thì bưng vô giấu. Có không? Đây mấy cô mấy chị có ai giống vậy không? Rồi thích cái cây nào rồi á hả? Là phải chạy ù đi mua liền.
ở xa ở đâu cũng phải đi mua, không thôi sợ người ta mua mất. Tối ngủ rồi dắt tay lên trán. Chồng nó đói nó chưa ăn, không biết có sót không chứ cay mà bị nám nắng là ta nói nó sót ruột. Nó mùa này thì cái màu sắc nó hơi chán một chút, nhưng mà tháng sau mình mát xuống rồi là màu nó sẽ rất là đẹp. Hẹn quý vị, hẹn tái ngộ quý vị vào tháng tới nha, mấy em này sẽ đẹp lung linh cho mà coi. Tháng này thì nhìn hơi sơ sát, hơi buồn. Cái Diễm mới đi Việt Nam về nữa, bị bỏ bê quá đi, xuống sắc quá, bị thất sủng. Mấy cái cây nó bị thất sủng, nó xuống sắc quá. Kệ, nó còn sống là may rồi đó. Nó còn sống là may rồi đó. Đó, Diễm có mấy cái cây aluminium crested tôi các kiểu như vậy thôi. Mấy cái firefly này Diễm mê lắm luôn nè. Có cả chục cây luôn đó. Còn cái super bang này nhìn coi, mùa này nhìn chán, nhìn y như cái local bình thường vậy đó. Đây mấy cái em này màu cũng không có vui mấy, nhưng mà đợt đó là Diễm mua được cái thân to, nhiều đầu, nhiều hoa nhánh nữa. Nó coi mấy cái inpainting nó bự dễ sợ. Này cái Hawathia này để dưới đây, dưới đít bàn em chịu, sao em mập quá trời đất. Mấy cái em này chắc bị hơi nắng, chắc phải Diễm phải đem giấu. Hawathia thì nó thích shaded, nó thích bóng mát, nó thích bóng râm mà nó thích nước. Và Diễm để này nó hơi bị nắng rồi đó. Cái này thì Diễm bán rồi, chờ đã mình clean up sale, mình dọn dẹp. Ai về đâu hai chỉ biểu mình giữ đi, tháng sau rồi ship. Bây giờ ở thác xịt còn nóng lắm. Nói ủa vậy là gốt cuộc là sale. Dọn dẹp dữ chưa? Cái cây này em bán cho chị Ngọc Lê rồi, đem giấu. Khách mua là đem giấu liền đó, mà nhiều khi còn quên tới quên lui đó. Mấy cái chậu này Diễm cũng mua xài nè, mà nếu khách cần thì Diễm cũng bán, nhưng mà thường là mua xài. Cây Thayan này Hàn Quốc cũng có mà local mình cũng có nha. Poison này mùa này đẹp ghê chưa. Cái cục xương rồng này Diễm rất là thích luôn á, mình để rau nắng cái mình nó màu tím, thấy cưng lắm. Mấy cái sỏi này mùa này đẹp ghê nơi không nè. Rồi mấy cái cây này thì dạng là bonsai. Cái cũ thường là mấy anh thì thích mấy cái dạng này hơn, còn mấy chị mình là dịu dàng hơn thì không có thích. Mấy cái crested này hôm nay Diễm không có về mấy cái crested siêu to khổng lồ nữa, là bởi vì cái vợ của cái thằng vendor nó đẻ nên nó cũng bận rộn với em bé, với lại bây giờ nóng quá đó, Diễm cũng không muốn cái mấy cái crested này nó đi đường dài mà nó bị nóng và nghẹt nó lắm, nên hôm nay Diễm ngưng, đợi tháng 9 mình mát mát xuống rồi bắt đầu Diễm sẽ mua lại bình thường. Mắc cười mấy cái cục xương rồng Enginosip này. Diễm có hai cái cục lớn thiệt lớn, tới mùa nó trổ bông, mà nó trổ bông đầy hết luôn. Khách lại nhà coi mê quá mê, cái đòi mua cái cục của Diễm có. Diễm nói cái cục này có cũng 3 năm rồi, bán nó tội nghiệp nó lắm. Bắt đầu Diễm đi lùng, Diễm mua về mấy cục luôn nè. Rồi cái quý vị không ai mua mà còn hỏi lúc chưa có đó, thì lợi cứ đè đòi mua cái cây, một cây mình đang có.
Bây giờ có cả đống, không ai mua không ngộ nữa. Đây Diễm có mấy cái hoa thì à, to trong đây cũng vui lắm nè. Mấy cái bo này nó phơi nắng nó màu tím thấy cưng ghê không. Nhìn giống mấy cái bo trong phim Star Wars, mấy cái robot. Rồi Monkey thì Diễm có bán đuôi lẻ, rồi Diễm cũng có bán chùm nữa nha. Nụ ra quá nụ luôn kìa, nụ quá xá nụ luôn. Hoa quỳnh này thì Diễm chỉ có mấy cây thôi, nhưng mà ở bên dì á là dì bán 5 đồng, 8 đồng một cái cutting nha. Ui cái cây spiral của Diễm nó ra bông. Đây Diễm có cái corner nhỏ trên này để cho quý vị coi. Cái này là chờ khách lại lấy. Cái hoa già của Diễm nó sắp ra bông rồi nè. Hoa già hết này thì Diễm bán 95 đồng một cọng. Một cọng cũng có được cũng có chục mười mấy lá luôn đó. Ôi cha, cái cọng này nó ra ba bông luôn. Một chùm, hai chùm, ba chùm luôn. Vui nha. Hồi ở cái đọt nó ra mà bù luôn. Pinkwood Crested bự thì Diễm còn nhiều lắm nè. 1, 2, 3, 4, 5 cái. Diễm còn 5 cái. Pinkwood này ở ngoài kia nắng quá nên đem vô đây giấu. Crested thì Diễm chỉ còn mấy cái vậy thôi à. Không có nhiều. Chờ vài bữa nữa trời mát xuống rồi Diễm mới mua thêm. Trời Julia, chắc bữa nào Diễm nghỉ nhà Diễm phải gỡ lá khô mà tăng mới được. Giống như là cắt tóc là móng cho tụi nó vậy đó. Mà Diễm nghĩ không có riêng mình Diễm đâu, quý vị đây cũng có nè phải không. Nửa đêm ngủ không được là ngồi lấy nhíp nhổ lá khô nè. Có đúng không, có không? Gono Phantom mùa này thì nó ngủ. Quý vị nào lần đầu tiên mua thì nó ngủ, nó kéo cái màn nâu giống vậy. Đừng có tưởng người ta chết. Giống vậy nè, đừng có tưởng người ta chết rồi đem qua người ta nha. Người ta đang ngủ đó. Thôi cái Hawothia này có bị nắng quá không đây. Hawothia thì nó thích mát, mà Diễm thì không có chỗ mát cho nó. Diễm chứ đi phơi nắng nó miết. Mấy cái lục cục lòn hòn này kỳ đó đi đi Hàn Quốc Diễm tha về nè. Năm nay vợ của thằng vendor đẻ nên không có đi Hàn Quốc, cancel cái trip. Mấy chị buồn tội nghiệp sợ. Để sắp xếp hè năm sau coi có đi không. Rồi Diễm chỉ có mấy cái cây để khoe quý vị vậy thôi. Mùa hè thì màu nó hơi chán. Rồi mình hẹn gặp lại trong những cái video sau nha. Diễm cũng qua cái video nói tiếng Việt thì Diễm cũng gửi lời cảm ơn đến mấy cái cô chú anh chị ủng hộ Diễm trong suốt 3 năm qua. Chia sẻ kinh nghiệm cũng như là những cái lời góp ý. Rồi Diễm chúc sức khỏe cả nhà nghe. Hẹn gặp lại trong những cái video tới.